Từ khi em Long được mót chó đưa lên bàn mổ, người người nhà nhà thi nhau sử dụng ẻm để giúp cho mình có được một trận đấu đầy mãn nhãn. Hôm trước tôi đã thay chị nhà làm về bé khủng long của Kabasozu, nay tôi tiếp tục cùng anh em khám phá em Long của anh Huấn Mì Nha. Khác với Kabasozu, anh Huấn đúng như một tượng đài vĩ đại làng TFT Trung Quốc, bởi không chỉ nuôi em Long với chuỗi thu 11, anh còn cống hiến cả đồ kim long, thêm sọ dừa ba nâng cấp hách tiền, để rồi triệu hồi một con năm vàng 3 sao cực kỳ mãn nhãn. Không lòng vòng nữa, giờ cùng tôi khám phá trận đấu này của anh Huấn nào. Chị nhà cũng đỡ bệnh phần nào rồi, nên để chị yêu khỏe lại hẳn thì anh em ủng hộ chị với một like, một đăng ký kênh nha. Nền tảng GG Live, nền tảng mang đến hệ sinh thái streamer và idol được đào tạo cực kỳ bài bản, cực kỳ chuyên nghiệp. Đã vậy, khi đến với GG Live, anh em sẽ không chỉ được xem live mà còn vừa giải trí, vừa gia tăng thu nhập. Nền tảng sẽ liên tục tổ chức các giải đấu esports độc quyền, hứa hẹn là sân chơi để viewer tỏa sáng đỉnh cao. Tìm người chơi cùng cực dễ, đi kèm nhiều ưu đãi hứa hẹn, xem là mê. Ké GG Live ngay và luôn anh em nhé. Trận đấu lần này đưa Lobby đến với vết rạch của hư không, cho phép người chơi đến với một vũ trụ ngẫu nhiên. Và điểm đáp của bọn hư không đến đó là kho tàng thiên thực, các người chơi nhận vàng sau khi chọn nâng cấp. Để mà có được chuỗi thu 11 như đã nói, chắc chắn em Long phải ra sớm với anh Huấn. Và như một vị thần được chọn, bãi quái thứ hai cho anh luôn con dây với chị Vi, thêm Ori trong cửa hàng là đủ ba mảnh ghép quan trọng luôn. Ông này chơi game hên vờ lờ anh em ạ. Cơ mà game hơi ép anh chút, ra toàn tướng với tiền, chỉ trả về cho anh đúng giọt nước mắt để khóc. Vòng chọn lõi đầu tiên xuất hiện với nâng cấp bậc vàng. Không ưng ý được các lựa chọn kia, Huấn Dâu chọn về trang bị Kim Long và đầu tư kiên định là trang bị anh lựa chọn trong game đấu này. Bởi vì anh sẽ phải giữ một chuỗi thua dài như khoảng thời gian tôi và người yêu tôi bên nhau vậy. À mà mấy ông làm gì có người yêu, lêu lêu. Lobby thấy có một ông ngươi khủng long, áp bài mạnh khủng mạnh điên, đấm cho Huấn còn 75 máu sau 3 giao đầu, nhức cả người. Vòng đi chợ anh mì tính lụm cây cung mà bị phá mất tiêu luôn. Chắc chắn anh đã bị Lobby quay rồi, anh đành phải nhặt về đai máu để sau này hướng tới đồ thủ. Giao 2.5, Huấn có một pha cực kỳ khó hiểu. Anh đưa dây lên hàng chờ, mua chiếc trong cửa hàng vào dây cuối, xong át nhảy vào sân. Mất luôn Piltover luôn, đần chưa? Anh đặt tay lên trán mình như chưa hiểu mình vừa làm gì. Nói chung là chết não, chưa tỉnh ngủ thì anh va nhẹ nhà kia bán sạch tướng để đòn anh luôn. Thôi thì đã bỏ thì bỏ cho chót, may sao anh vẫn gặp được nhà khá mạnh. Giữ được chuỗi thua 5 nhưng lại bị 5 chết vào mồm còn lại 56 máu. Đập đá ở côn lôn trả về anh rất nhiều đồ. Nhưng tôi nhìn toàn đồ thủ với đồ hướng phép phép thiếu nào đấy. Mà phép không phải sở trường của anh, trận này khó với anh rồi. Cuối cùng định mệnh cũng tới, cơ mà nhà kia vẫn đòn roi, chỉ để 3 chết vào trong sàn. Oji rất nhanh chóng bị đấm nát người, chị Vi cứu cánh nhưng không ăn thua. Hai con dây xả cầu mãi mới chết Maokai với Virgo, trông phế vờ lờ, bảo sao mọi người kêu là phế nhất mùa 9. Tưởng như anh sẽ phải thắng, cơ mà con Kasadin đã chứng minh cho anh em thấy con dây đích thị là con tướng cực phế. Ổng có một pha cân 3, thắng anh Huấn với 1 chấm máu. Giao chọn lõi thứ 2 xuất hiện với các nâng cấp bạc. Zone một hồi thì thứ đập vào mắt các con nghiện đó là khổng lồ hóa. Chắc chắn là anh sẽ chọn rồi, chứ pha này mà chọn lõi khác thì tôi dỗ không làm về anh nữa cho mà xem. Những đoạn sau tôi xin được bỏ qua, vì ảnh chả biết làm gì ngoài việc nhìn đội hình mình chịu đấm ăn xôi. Thua vèo phát 4 trận sau đó, tích cho mình một cái chuỗi thua 10 cực dài. Cơ mà anh trông vẫn tươi tỉnh lắm anh em ạ, đúng bản chất của một con nghiện mà. Thua thế là đủ rồi, anh lên thẳng 8 với 50 tiền bắt đầu xả tiền zone. Chưa gì hai con Saiyan đã cống hiến rồi, thêm sọ dừa vào trong sân. Anh bắt liền luôn bạo súng hách vàng để làm content với sọ dừa. Gặp nhà Afe đan trường tại cấp 7 cũng chả mạnh lắm, nhìn trông yếu như sên á. Huấn xào hết trang bị cho các tướng trên sân. Saiyan lao vào tông thẳng vào Afe. Jerry thoải mái gây sát thương. Tưởng như đã thắng rồi, con óc lợn Saiyan lại bay ra chỗ khác, tạo khoảng trống cho hai bé xạ bên kia chơi game, bắn tan nát đội hình anh Huấn. Anh Huấn thua một vố khá đau, chỉ còn lại 25 máu. Giao chọn lõi cuối cùng là nâng cấp vàng. Anh chọn luôn cộng mệt nghỉ vì anh quá mệt mỏi do tướng của anh giao tranh ngu như heo. Xong dồn hơn 50 tiền béo có một con dây gì nào cho anh, cộng thêm những pha chết não đầu game của anh nữa. Có vẻ game này anh buông xuôi rồi. Cơ mà buông này hơi lạ, những đồng xu cuối cùng, Saiyan lên 2 sao. Dồn phát nữa lại ra Saiyan thứ 4. Có vẻ như ông bê tông này đang muốn lải nhải với anh Huấn về sức mạnh tình bạn. Huấn nghiêm túc ngồi thẳng dậy, xếp bài nghiêm túc. Gặp người chơi đà rất bổ củi, đây chắc chắn là một đối mềm khi con hàng tiều phu bên kia cầm đồ gọi là nô đê mịt. Saiyan lại có pha húc ngu như heo thẳng tuyến sau đối phương, đa rất lòn xuống dưới bổ từng chết một nhà Huấn. Nhưng như tôi đã nói ở trên, nô đê mịt, ổng bổ cái mau súng một sao không nằm luôn là biết luôn kết quả trận đấu rồi. Dè gì của Huấn bắn liên tọi, đem về chiến thắng nghẹt thở, kết thúc chuỗi 11 u ám của Huấn. Nhìn con dè gì của Huấn còn một chấm máu, tí nữa thì Huấn đái ra quần luôn. Mở nhẹ cái hũ cho Huấn chút vàng, chút tướng cùng một cái giáp chết, khá binh khi anh rất cần tiền để nâng cấp team. Thấy con Genji không cống hiến, anh bắn dứt cô nàng tia chớp này, zone rất nhanh và nhiều.
cầm đầu được tên sọ dừa thứ hai, sử dụng máy nhân bản lên luôn 2 sao để ẩn hách vàng cho Huấn. Hành trình làm content bắt đầu từ đây. Nhà xấu số đầu tiên phải gặp Huấn là nhà quân sư, nhìn trông cũng khá mạnh, nhưng mạnh vẫn là chưa đủ vì bài Huấn hiện quá tởm rồi. Hãy nhìn cơn mưa vàng nhảy trên sàn này, Huấn giành chiến thắng và ụ của Huấn lần này mới chỉ hách được 8 vàng mà thôi, chưa chi mừng cho lắm. Vòng đi chợ, Huấn tiếp tục nhặt với anh bê tông. Thế là có ngay luôn 2 con báo ngay cấp 8 luôn, bú luôn. May thay, heo tự lên 2 sao để nếu hai ông kia có báo chạy ra chỗ khác thì còn có tanh cho hàng dưới chơi game. Bài tầm này Huấn mạnh rồi, Huấn chỉ việc ngồi rung đùi lên 9 thôi. Nhìn combat nó đã chưa kìa. Ụ súng lần này chất lượng hơn rồi, từ đang có 32 vàng hack lên luôn tận 53. Không biết liệu thực sự búp ụ súng đào hàng là điều đúng đắn không vậy anh Mod. Giao tiếp theo anh mới chỉ gặp lại Asan 2 sao kết hợp với băng tộc. Sát thương bên kia hoàn toàn là không đủ để xuyên qua được 2 con Saiyan của Huấn. Huấn tiếp tục giành chiến thắng và thắp lên ngọn lửa trên đầu. Tưởng như bài toàn 5 vàng mạnh lắm rồi, ảnh chủ quan không úp 9. Gặp luôn ca ma hiệu triệu phía bên kia. Hai con Saiyan vẫn cứ là hai con báo, khi một con thì tông vào Sozaka, một con thì tông bố vào cái ụ súng. Kama bên cạnh vẫn được chơi game. À ta không hề thương anh Huấn, tích số quyền trượng rồi trưởng liên tục. Em Long đã cố khẻ nhưng không xi nhê với Kama bên kia. Anh Huấn nhận về trận thua đứng người, ảnh bắt đầu ngớ ngác như nhân tố C nào đó sủi chim suốt một tuần qua. Còn lại 9 máu, anh bắt đầu lên 9 vội như chó chạy ngoài đồng. Bắt đầu dồn bắt hết 5 vàng vào, cơ mà đời không như mơ. Dồn hết 50 vàng chả có con nào lên 2 sao. Ảnh bắt đầu xón ra quần. May thay dao này chỉ gặp nhà Afedan trường yếu như con run đất. Afe 3 đồ thì còn sợ chứ 2 đồ thì không thể đọ lại được với nhà Huấn. Báo Saiyan bắt đầu khôn chút khi trời hoài nó mới hút chúng ke gì đối phương. Em Long nhân cơ hội lại khạc đờm, còn sọ dừa vẫn miệt mài hách tiền với ụ súng của mình. Huấn thắng bên kia nguyên nhà, tiễn nhà kia đi tìm game mới. Ảnh dỗi, ảnh không dồn nữa, bởi Huấn đã nhìn rất kỹ và cho rằng bài mình thua mỗi Kama bên kia thôi. Gặp luôn nhà Asan vẫn chưa lên 3. Bên kia hơi vội khi lắp lốc cho Asan lốc luôn ụ của Huấn. Cơ mà Huấn còn đó hai con báo Saiyan, thêm cả em Long và vị pháp sư cổ lùn dai vẫn miệt mài xả chiêu. Huấn tiễn luôn Asan đi tìm game mới. Vẫn miệt mài zôn, cuối cùng vị pháp sư cổ lùn đã lên 2 sao. Huấn tích lại 50 tiền để gia tăng sát thương cho dai. Gặp lại nhà Kama bên kia. Hai con báo Saiyan vẫn cứ là hút vào mắt người xem. Cơ mà lần này có thêm sát thương chính từ Dai rồi, Huấn không còn sợ thiếu đêm nữa. Dai và Kama thi nhau xem ai đái nhiều hơn, kết quả cũng đã rõ ràng, 5 vàng 2 sao chắc chắn hơn 3 vàng 3 sao. Huấn báo thủ thành công. Lần này, Huấn chỉ phải gặp cái bóng của 7 Surima. Tam kê về căn bản không đủ đêm xuyên qua mấy ụ thịt bên trên, trong khi 3 gà mới chỉ 1 sao, ông kia khinh 3 gà vãi ò, không muốn ổng lên 2 sao. Khinh thầy tao thì mày đi, Huấn đấm cái bóng nguyên sàn. Huấn tích kha khá tiền rồi, Huấn bắt đầu xả lũ tìm kiếm quái nhân. Đã là 7 con báo Saiyan cùng 6 con sọ dừa. Đưa nàng Hồ Lia Hi Hi 2 sao vào sân. Nhà Surima đã biết thân biết phận, nâng 3 gà lên 2 sao để mong anh Huấn tha tội. Cơ mà tầm này Huấn đang cần gọi vị thần Zano đùa cùng lobby, tam kê hay 3 gà thì cũng phải nấu ăn, làm master chef. Ảnh đấm bên kia một sảnh full hao không chờ phát nào, may mắn sao chỉ còn lại một máu thập tử nhất sinh. Saiyan thứ 8 xuất hiện, Huấn zone rất nhanh và nhiều tìm con thứ 9. Đầu khớp cũng đã 8 con, cơ mà con báo lên 3 sao trước rồi. Một vị thần xuất hiện trong lobby. Kama nãy trưởng anh làm anh tí đái ra quần phải chịu trận. Saiyan tung thẳng vào giữa, xong rồi như chú bé đần chết luôn tại chỗ. Ổng hóa thây ma bắt đầu gõ từng bé một. Trung quy vẫn là nguyên nhà. Chắc chắn đã có một thần thì sẽ có thần 2 và thần 3. Đầu dừa cùng cổ lùn dai cũng đã lên 3 sao. Cảm thấy chó đỏ quá anh đầu hàng luôn tại chỗ để còn tích tụ nhân phẩm cho các trận sau. Mà tích được thật các ông ạ, 3 game tiếp theo vẫn là 3 game top 1. Người ta like có 4 game làm 3 cái top 1, trả bù cho nhân tố C nào đó chi 15 tiếng mới kiếm được một cái, đúng khổ. Nói chung thì em Long được búp, nổ hũ giống như ngoại binh mùa 6. Cơ mà xịn sò hơn là nổ hũ xong vẫn có ẻm gánh tim, còn trước đấy lấy cái dương xong không xoay bài kịp là ăn còng với quốc các ông ạ. Một like và một sub để chào đón chị nhà trở lại tuần sau nha. Chị nhà quay lại là lúc tôi phải lặn rồi, bye bye anh em. Mong chị nhà luôn khỏe mạnh để tôi đỡ phải đọc, chứ mấy ông chê giọng tôi làm tôi cũng buồn lắm. Thôi lan man quá, tôi xôi xéo với chim cút đây, bye bye anh em.